Kính chào quý vị và các bạn, Ukraine đang tiếp tục chìm sâu trong bất ổn khi các cuộc biểu tình đòi ly khai nổ ra ở một số tỉnh miền đông của nước này. Ngày hôm qua 7 tháng 4, một nhóm người tự xưng là Hội đồng tỉnh Donetsk cùng những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine đã tập trung biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố này. Tại đây, họ đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đồng thời gửi thỉnh cầu đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời đến khu vực này. Theo hãng thông tấn Anh Reuters, nhóm người này đã lập ra hội đồng Donbass vùng Donetsk và nhất trí thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hội đồng trên tự tuyên bố là cơ quan hợp pháp duy nhất trong vùng, cho đến khi các khu vực ở đông nam Ukraine tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga dự kiến diễn ra muộn nhất vào ngày 11 tháng 5 tới. Hội đồng này cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân đội đến gìn giữ hòa bình tạm thời tại khu vực này. Với mục đích tạo nên một nhà nước hợp pháp, dân chủ, có chủ quyền và vì nhân dân, chúng tôi tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trước đó, ngày 6 tháng 4, những người biểu tình thân Nga tại Donetsk đã chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố này. Họ dựng chướng ngại vật quanh Ủy ban, kêu gọi trưng cầu dân ý và tổ chức họp khẩn cấp Hội đồng Nhân dân bàn về việc sáp nhập Donetsk vào nước Nga. Cùng ngày, nhiều nơi ở miền đông Ukraine đã bùng nổ biểu tình ủng hộ nước Nga. Những người biểu tình ập vào chiếm giữ nhiều tòa nhà chính phủ ở ba thành phố Donetsk, Luhansk và Kharkov đòi tách khỏi Kiev. Trong bối cảnh bất ổn lan rộng ở miền đông, Tổng thống tạm quyền Ukraine đã phải hủy chuyến thăm đến Litva ngày hôm qua và triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan an ninh. Ông cũng tuyên bố thành lập ban chống khủng hoảng và sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn làn sóng chia tách lãnh thổ. Trong khi đó, Nga cảnh báo Ukraine không đàn áp người biểu tình thân Nga. Phát biểu sau khi hoãn chuyến thăm và làm việc tại Litva, ông Turchynov cho biết các chiến dịch chống khủng bố sẽ được triển khai để đối phó với những đối tượng cầm vũ khí, đặc biệt là tại miền đông. Các lực lượng bảo vệ pháp luật sẽ được tăng cường tới một số địa bàn mà ông Turchynov đánh giá là hành động thụ động trước các cuộc biểu tình. Mục đích của chính phủ lúc này là ổn định tình hình đất nước, ngăn chặn làn sóng ly khai đang diễn ra ở miền đông. Chúng tôi sẽ không để kịch bản Crimea lặp lại một lần nữa. Trong phiên họp sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét việc tăng cường trách nhiệm hình sự đối với hoạt động ly khai và các loại tội phạm chống nhà nước. Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk thì cho rằng các cuộc biểu tình đòi ly khai vừa diễn ra là một phần trong kế hoạch gây bất ổn ở Ukraine. Để qua đó, Nga sẽ sử dụng quân đội can thiệp vào Ukraine. Ông Yatsenyuk cho biết, chính phủ Ukraine lường trước được những nguy cơ bất ổn ở khu vực miền đông Ukraine và đã có sẵn kế hoạch hành động rõ ràng để xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố đầy cứng rắn và quyết liệt rằng Nga sẽ không để cho phương Tây lợi dụng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ để gây ra kết cục đổ vỡ và rối loạn như họ đã làm gần đây ở Ukraine. Pháp luật Nga tạo mọi điều kiện cho các hoạt động tự do, minh bạch của các tổ chức phi chính phủ. Nhưng chúng tôi không bao giờ cho phép chúng được sử dụng cho mục đích phá hoại như cách mà nó đã được tiến hành tại Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại trước việc các đơn vị cảnh sát đặc biệt của Ukraine đã được điều đến khu vực phía Nam và phía Đông Ukraine, mà theo Kiev là để kiềm chế những cái đầu nóng và kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lực lượng đặc nhiệm theo tuyên bố của Kiev thực tế là những phần tử của phe cực hữu. Moscow cũng kêu gọi chính quyền Ukraine kiềm chế những hành động có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến ở Ukraine. Căng thẳng ở miền đông Ukraine cũng khiến Nga phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận phương Tây. Trong khi Anh và Đức lại lo ngại về nguy cơ chia rẽ tại Ukraine, thì Mỹ cũng cảnh báo Nga sẽ phải trả giá nếu gây bất ổn ở Ukraine và đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Phát biểu khi đến thăm Rwanda tham dự kỷ niệm 20 năm đánh dấu nạn diệt chủng, khiến 800.000 người tại các nước châu Phi bị giết hại, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết. Tôi rất quan tâm tình hình tại ba thành phố chủ yếu nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Rất quan trọng để nhấn mạnh rằng Nga không nên can thiệp vào công việc của Ukraine. Điều đó sẽ làm leo thang căng thẳng tình hình giữa Nga và Ukraine. Tránh sự can thiệp và các hành động của Nga tại khu vực bất ổn ở miền đông Ukraine là một vấn đề cấp bách và quan trọng hiện nay.
Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo rằng Ukraine sẽ không thể có sự ổn định nếu quốc gia này bị chia rẽ. Ông cũng nhấn mạnh đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine là biện pháp hữu hiệu để đạt được giải pháp khả thi. Chúng ta đều biết rằng chúng ta phải phấn đấu vì sự ổn định của Ukraine, cả về mặt chính trị và kinh tế. Ukraine sẽ không thể có được sự ổn định nếu quốc gia này xảy ra sự chia rẽ về chính trị. Do đó, phải ngăn chặn tình trạng này. Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc với những căng thẳng vừa diễn ra ở khu vực miền đông Ukraine. Chúng tôi quan ngại về những diễn biến leo thang ở Ukraine vừa qua và nhận thấy tình hình này là kết quả của áp lực gia tăng từ Nga lên Ukraine. Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một số trong những người biểu tình được trả tiền và không phải là người địa phương. Ông Kenny cũng cảnh báo rằng những nỗ lực của Nga nhằm tiến vào miền đông Ukraine sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, dù công khai hay bí mật, đều có thể dẫn đến sự gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế của Moscow. Nếu Nga đưa quân vào miền đông Ukraine, công khai hay không công khai, thì đây sẽ là một động thái gây gia tăng căng thẳng nghiêm trọng và Nga sẽ phải hứng chịu những biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ. Cùng ngày, Lầu Năm Góc xác nhận, Mỹ sẽ điều một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới Biển Đen nhằm trấn an các đồng minh châu Âu tại khu vực này sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Theo kế hoạch, tàu này sẽ tới Biển Đen trong vòng một tuần. Dễ hiểu tại sao Nga và phương Tây lại có động thái quyết liệt liên quan đến làn sóng biểu tình những ngày qua. Thành phố Donetsk nói riêng và khu vực miền đông Ukraine nói chung có vai trò đặc biệt đối với Ukraine từ trước tới nay. Cùng với Crimea, nó là cửa ngõ để dẫn sang nước láng giềng Liên bang Nga. Thế nhưng vừa để mất Crimea vào tay Nga cách đây chưa đầy một tháng, Ukraine lại đứng trước nguy cơ đánh mất Donetsk, thành phố công nghiệp trọng điểm phía đông nước này. Trong khi chính quyền Kiev đang khốn đốn với khoản thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ vì vấn đề Crimea, thì làn sóng ly khai tại Donetsk càng giáng thêm một đòn nặng nề vào nền kinh tế vốn đang ngòi ngóp của nước này. Nằm ở phía đông Ukraine, giáp biên giới với Liên bang Nga, Donetsk được mệnh danh là thành phố triệu bông hồng. Theo thống kê năm 2011, thành phố rộng khoảng 358 km2 này có dân số khoảng 2 triệu người, phần đông là người Ukraine nói tiếng Nga và người Nga. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính tại đây. Trên thực tế, thành phố xinh đẹp này là một trung tâm công nghiệp hàng đầu của Ukraine. Tạp chí danh tiếng Forbes năm 2012 cũng xếp hạng Donetsk là thành phố tốt nhất dành cho kinh doanh ở Ukraine. Thành phố lớn thứ năm Ukraine này tập trung lực lượng lao động tay nghề cao, được đánh giá là trung tâm kinh tế, công nghiệp và khoa học lớn của Ukraine. Thêm vào đó, nơi đây cũng đóng vai trò là trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp nặng và khai thác than đá tại Ukraine. Mất Donetsk đồng nghĩa với việc Ukraine mất đi doanh thu hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Sự mất mát này càng đau đớn hơn khi nó đi cùng với những thiệt hại mà Ukraine đang phải gánh chịu từ sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Sau khi Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga, Ukraine đã không chỉ mất đi cảng biển chiến lược mà theo lời Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yasany Yaseniak thì nước này còn tổn thất hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa kể tới việc Ukraine, từ một nước được hưởng chính sách trợ giá khí đốt từ Nga, đã trở thành nơi phải mua khí đốt từ Nga với giá đắt nhất châu Âu và có thể sẽ còn chịu nhiều áp lực tiếp theo từ Moscow. Trước khi Donetsk tuyên bố độc lập, ngân sách của Ukraine đã gần như trống rỗng, còn khoản nợ khoảng 66 tỷ đô la Mỹ thì vẫn treo trên đầu. Trong lúc đó, Ngân hàng Thế giới VKB đã dự báo rằng nền kinh tế của Ukraine có thể giảm 3% trong năm 2014. Trong bối cảnh khó khăn đó, nếu không giữ được Donetsk, Ukraine sẽ mất đi một trụ cột quan trọng của nền kinh tế và một thảm họa là điều đã được báo trước. Thiệt hại về kinh tế với Ukraine thì đã quá rõ ngay trước mắt, nhưng quan trọng hơn, việc Donetsk đòi ly khai sẽ càng khoét sâu thêm sự chia rẽ Đông Tây, vốn có thể đẩy Ukraine vào một tình thế hết sức hiểm nghèo. Khi người dân Crimea đòi sáp nhập vào Nga cách đây một tháng, đã có những cuộc biểu tình đầu tiên nhen nhóm tại Donetsk, và một khi thành phố này mở cửa sang Nga, thì hàng loạt thành phố miền đông khác cũng lưu lượt đi theo. Tương lai của Ukraine khi ấy sẽ là một bức tranh phủ đầy màu tối. Chính quyền non trẻ tại Kiev đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng thấy. Hai nhóm đối lập này. Còn ở Luhansk, một nhóm người biểu tình đã chiếm trụ sở cơ quan an ninh và thu giữ nhiều vũ khí, khiến giới chức thành phố không khỏi bất ngờ.
Trong tình huống này, có lẽ không ai có thể nghĩ rằng họ lại dám chiếm giữ tòa nhà của lực lượng an ninh. Đó là lý do tại sao chúng tôi thất thủ. Chính quyền Luhansk đã lập một nhóm công tác đặc biệt để đối thoại với nhóm biểu tình cực đoan này nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tại sao họ không dùng vũ lực? Rõ ràng bài học tại Maidan vẫn còn mới như ngày hôm qua, và hơn nữa tình thế bây giờ buộc Kiev phải ứng phó một cách trường mực và có suy tính. Tôi tôn trọng các quan điểm chính trị khác nhau, bao gồm cả những đối thủ của chúng tôi, nhưng ly khai và sử dụng vũ khí chống lại nhà nước của mình, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của công dân thì không phải là chính trị. Đó là một tội ác nghiêm trọng và chúng tôi sẽ hành động chống lại tội ác này một cách đầy đủ và quyết đoán. Thực tế thì những lo ngại đã bắt đầu khi một vài cuộc biểu tình lẻ tẻ nổ ra từ tháng trước, sau sự kiện Crimea, nhưng chính phủ lâm thời tại Kiev luôn nghi ngờ đó không phải là hoạt động quần chúng, mà thực chất là kế hoạch có chủ đích từ bên kia biên giới. Mục đích của nó là gây sức ép, buộc Kiev phải chấp thuận yêu cầu nới lỏng kiểm soát khu phía đông, thậm chí đến mức cho phép vùng này ly khai và sáp nhập vào Nga. Nếu không, Kiev sẽ tiếp tục đối diện với bất ổn gia tăng và viễn cảnh ông Vladimir Putin sẽ can thiệp quân sự để giải cứu thiểu số người Nga như đã làm ở Crimea, dù Moscow liên tục trấn an phương Tây rằng họ không có ý định đem quân qua biên giới. Chính vì vậy, Kiev buộc phải kiểm soát các cuộc biểu tình, nhưng đồng thời cũng phải ngăn chặn các hành vi bạo lực để không tạo ra một cái cớ can thiệp từ bên ngoài vì lý do nhân đạo. Cùng lúc đó, kiệt quệ về tài chính, Kiev đã trải thảm đỏ cho các tỷ phú tham gia vào chính trường tại khu vực miền Đông. Họ sẽ dùng tiền riêng để xây dựng ảnh hưởng và kêu gọi giữ toàn vẹn lãnh thổ. Đó là trường hợp của ông Ihor Kolomoisky, vốn là một tỷ phú kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, đường sắt và truyền thông, được các quan chức ở Kiev chỉ định làm thị trưởng thành phố Dnipropetrovsk miền đông Ukraine. Phó thống đốc thành phố này là Boris Vilatov, cũng là một ông chủ kinh doanh khách sạn và trung tâm thương mại hạng sang. Trong khi đó, trọng trách quản lý thành phố Donetsk được trao cho ông Sergei Taruta, một yếu nhân kinh doanh đường sắt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Điều này là một nghịch lý khi mà cuộc cách mạng Ukraine nổ ra vốn để lật đổ chế độ Yanukovych và những người làm giàu nhanh chóng dưới trướng ông ta. Nó cũng cho thấy phần nào sự bất lực của chính quyền Kiev trong bối cảnh hiện nay. Các phóng viên quốc tế có mặt tại Donetsk cho biết những cuộc biểu tình tại đây mặc dù có yêu cầu ly khai giống như Crimea, nhưng họ chỉ là một nhóm người tự phát, không được bầu chọn từ cử tri. Thêm vào đó, nhóm biểu tình này lại có biểu hiện rất hung hăng. Đó là lý do khiến Kiev lo ngại về một cái bẫy mà nếu mắc vào, tình hình còn có thể căng thẳng hơn vụ bỏ phiếu gây tranh cãi tại Crimea vừa qua. Những diễn biến mới nhất tại Ukraine sẽ được VTC14 tiếp tục đưa tin trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, Chuyện Đông Chuyện Tây cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.